Nếu như bạn đang thiếu tiền và đang túng cũng về tài chính, thì đây là thứ bạn cần phải vay mượn. Doanh nhân kiến quốc trước, tận tâm tạo nên đẳng cấp. Mi thường hay hỏi các bạn khi mà Mi hỗ trợ là khi mình bị bủa vây bởi lưới thì mình làm cách nào để mà thoát thân. Có bạn nói là mình phải bơi thật nhanh, có bạn nói là mình phải nhảy thật cao, có những người là bảo là phải dạy thật là mạnh. Mi hỏi thật, không có một con cá nào mà thoát khỏi lưới nếu như mà đã bị bao lưới. Tỷ lệ nó thoát rất là mong manh, giống như là đường tơ kẻ tóc vậy đó. Bí quyết thật sự là đừng bao giờ cho mình trở thành một con cá trong lưới nha. Vì sao? Cái người mà đang túng quẫn về tài chính á, thì các bạn ấy rất là thích tìm cái cách để mà vùng vẫy. Các bạn ấy rất là thích tìm kiếm những cái cơ hội kiếm tiền nhanh. Các bạn ấy rất là thích đi vay mượn tạm, là ví dụ như lãi nóng, lãi nguội, để mà các bạn ấy trải qua những cái cơn khó khăn về tài chính tạm thời. Nhưng mà những cái điều đó là những tư duy con cá ở trong lưới mà thôi. Thậm chí là nó cố ăn thật là ngon, cố ăn thật là no, thậm chí là nó nuốt luôn đồng loại của nó, nhưng mà cuối cùng vẫn vào bụng những con người mà thôi, thì cũng vẫn trở thành những món ăn của con người mà thôi. Thế nên là mới nói với các bạn á, mình cần phải vay ước mơ và mượn con đường. Trong những cái năm khó khăn nhất của mi biết rằng nếu như mi chỉ tiếp tục nghĩ như những gì mi đã từng nghĩ thì chỉ có kết quả như những gì mà mi đang có thôi. Thật ra thì tiền nó không phải là ở trong túi, mà tiền nó ở trong đầu các bạn ạ. Trong đầu không có tiền, trong đầu chỉ có những vấn đề, trong đầu chỉ có những khó khăn, thì trong túi cũng sẽ như thế mà thôi. Cái túi của bạn nó phản ánh từ trong đầu của chúng ta. Và khi mà chúng ta đủ kiên trì, chúng ta chịu khổ, chúng ta vùng vẫy đến cái mức là mình tin rằng mình tiếp tục mình chịu khổ, mình tiếp tục mình vùng vẫy như vậy á, thì mình tiếp tục mình nằm im á, thì đời sẽ tha cho mình sao? Không đâu. Đời sẽ không bao giờ tha cho các bạn cả. Không bao giờ tha cho những con cá mà nằm im trong lưới đó đâu. Giống như là bạn nhìn thấy những cái con cá mà nó nằm trong bể đúng không? Thì nó đã đi vào đến cái bể lửa của con người rồi đó. Vậy thì cái cách duy nhất là mình phải vay mượn được cái tầm nhìn và cái ước mơ của những người thành công. Như là My đã từng âm nợ, đã từng khó khăn. Khi mình không biết đến ai, không ai giúp đỡ mình, thì các bạn có biết là cái cảm giác túng quẫn về tài chính nó như thế nào rồi đó. Cảm giác đi vay mượn tiền của người khác nó như thế nào rồi, đúng không ạ? Thực ra cái lúc mà My gặp được người thầy của mình á, thì My chỉ vay mượn con đường, vay mượn tầm nhìn của người giàu. Và các bạn biết là người giàu họ không làm việc vì tiền, mà họ tập trung xây dựng tài sản, uy tín, thương hiệu, công thức thành công, bất động sản, tài năng. Thì bạn phải vay được những cái niềm tin ở một nơi nào đó, một người nào đó, và bạn nỗ lực bằng tư duy mới chứ không phải là tư duy cũ của bạn. Con đường cũ của bạn là kết quả cũ của bạn ngày hôm nay đó. Rồi nếu như mà bạn muốn thành công như những người khác, bạn phải nhìn xem người ta đạt được cái thành công gì và có phải là cái thành công bạn mong muốn hay không, thì bạn hãy học làm theo họ, mượn con đường của họ, cũng giống như là mi mượn con đường của người thầy của mình đã từng đi qua, và mình đi theo, mình làm theo để mà mình thay đổi được cái kết quả tài chính túng quẫn của mình. Bạn có mong muốn thay đổi kết quả tài chính của bạn không? Đừng ngại, hãy gọi ngay cho mi nếu như bạn cần nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của mi nhé.